tới Sacramento được là hát, tối nay hát luôn. Giờ đang đợi người pick up. Go 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 go. Thời tiết ấm không lạnh. Mới bước xuống sân bay tin tưởng là Tiên đã về đến Việt Nam. Mà bây giờ thì các bạn fan ở Sacramento nhắn cho tôi là ở bên này lạnh lắm nha chị, lạnh lắm nha chị. Và tôi đã mặc một cái áo như thế này. Và đây là sắp giống như là đang xông hơi. Bây giờ mở ra thì sợ nắng.